Cái này có trong cửu chương 4 rồi nha. 32. 8 x 5 là bằng 40. 86 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 là bằng 56. Gì? 8 x 7 đúng không? Đọc lại. 8 x 5. Từ 8 x 5. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6. 8 x 6 bằng 48. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 60. 8 x 8 = 60 hả? Chưa. 6. À, 64. 8 x 9 = 72. 8 x 10 = 80. Rồi, lần thứ 3. Lần thứ 3 rồi, đọc nhanh lên một chút thôi. Con lấy cái mền ra coi. Mẹ đang quay mà. Mẹ quay được không? Mẹ quay không thấy mặt con, sao quay? Rồi nhanh lên nè. Giờ đọc nhanh hơn chút rồi. Bắt đầu 8 x 1. 8 x 1 = 8, 8 x 2 = 16, 8 x 3 = 24, 8 x 3 = 32. Cái gì? 8 x 3 = 24, 8 x 4 = 32, 8 x 5 = 40, 8 x 6 = 48, 8 x 7 = 56, 8 x 7 đúng không mà? 8 x 8 = 64, 8 x 9 = 72, 8 x 10 = 80. Rồi, lần thứ tư. Lần thứ tư đọc ngược lại đi. 8 x 10. 8 x 10 = 80. 8 x 9 = 72. 8 x 8 = 64. 8 x 7 = 56. 8 x 6 = 48. 8 x 5 = 40. 8 x 4 = 32. 8 x 3 = 24. 8 x 2 = 16. 8 x 1 = 8. Rồi, lần thứ 5. Đọc ngược luôn. 8 x 10. 8 x 10 = 80. 8 x 9 = 72. 8 x 8 = 64. 8 x 7 = 56. 8 x 6 = 48. 8 x 5 = 40. 8 x 4 = 32. 8 x 5 = 24. 8 gì? Cái gì? Cái gì? Không. Con bị liệu. Liệu cái gì? 8 x 3. Cái gì? 8 x 5 bằng mấy? 8 x 5 bằng 40. Nãy em đọc rồi. Rồi. 8 x 3 24. 8 x 2 = 16. 8 x 1 = 8. Rồi, 8 x 8 bằng mấy? 8 x 8 bằng
nhân 8 bằng 64. 8 nhân 7. 8 nhân 7 5 56. 56 chia 8 bằng mấy? 56 chia 8 bằng 7. 64 chia 8 bằng mấy? 64 chia 8 bằng 8. 72 chia 9 bằng mấy? Bằng 8. 72 chia 8 bằng mấy? 72. Chia 8 bằng 9. 48 chia 8 bằng mấy? 48 chia 8 bằng 6. 8 nhân cho 5 bằng mấy? 8 nhân cho 5 bằng 40. 12 chia 2 bằng mấy? 12 chia 2. Mười hai chia hai bằng sáu. 18 chia hai bằng mấy? Mười tám chia hai bằng chín. 16 chia hai bằng mấy? Mười sáu chia hai bằng tám. 72 chia tám bằng mấy? Bằng chín. 80 chia tám bằng mấy? 80 chia 8 bằng 10. 8 nhân 5 bằng mấy? 8 nhân 5 là bằng 40. 8 nhân 6 bằng 48. Rồi vậy đàng hoàng. 8 nhân 7 8 nhân 2 8. Trời ơi, 8 nhân 2 mà phải suy nghĩ lâu vậy hả? 82 bằng 6. Nói đàng hoàng. 8 nhân 4 8 nhân 4 bằng 32. 8 nhân 7 8 nhân 7 56. 8 nhân 8 8 8 nhân 8 bằng 64. 7 nhân 8 7 nhân 8 nào, 56. 7 nhân 7 7 nhân 7 49. 7 nhân 6 7 nhân 6 hồi nãy. 42. 7 nhân 4 7 7 nhân 4 khó vậy trời. 23. Trời ơi, 7 nhân 8 không khó mà 7 nhân 4 khó hả? 6 nhân 4 6. 24. 6 nhân 7 6 nhân 7 6 nhân 7 Khó vậy. Trời đất. 48 hả? Trời. À, con biết rồi. 40. Cho học lại của chương 6 như viết 10 lần bây giờ đó. 6 x 7 bằng mấy? Trả lời nhanh. 6 x 7 bằng 42. 6 x 5 6 x 5 30. 6 x 2 6 x 2 bằng 12. 6 x 9 6 x 9 54. Rồi. Ok, giỏi. Ngày mai ôn tiếp nha. Yeah.